Cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng 365 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ qua đầu số 0337 019191 0974 644 973. Hôm nay bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho anh em một con Husqvarna 340, hàng bãi nội địa của Nhật và hàng của thủy điện chính hãng. Trước khi vào video giới thiệu thì em có xin vài phút chia sẻ. Thì anh em vui lòng khi đang xem cái video thì vui lòng hãy ấn đăng ký kênh, ấn quả chuông thông báo và chọn tất cả các video để khi có một video mới nhất của bên em đăng lên thì anh em sẽ không bao giờ bỏ lỡ được một video nào cả. Nó sẽ hiện lên điện thoại, máy tính hay tivi của anh em. Và anh em chỉ cần ấn coi. Đối với những anh em đang cần mua máy thì nhiều khi mình coi chậm hơn người ta thì cái máy mình ưng thì người ta đã mua mất rồi. Thì đó là một thiệt thòi của anh em, nên là anh em muốn tránh tình trạng như thế thì anh em vui lòng ấn đăng ký kênh, ấn quả chuông thông báo để chọn tất cả các video để có một video mới nhất về, nó sẽ hiện về điện thoại ha. Rồi, tiếp theo đây là phần chia sẻ chính thức về cái máy Husqvarna 340. Con máy này thì hàng bãi nội địa của Nhật và hàng sản xuất thì tại Thụy Điển, hàng chính hãng Husqvarna, một cái thương hiệu khá là lớn sánh bằng với thằng Estin. Đó, một thương hiệu khá là lớn. Máy thì đang sử dụng xích chung và làm 5 tấc, làm Latin. Đó. Thì hàng này thì dành cho những em đi cưa khai thác chuyên nghiệp nhé, khai thác chuyên nghiệp. Sử dụng trong gia đình thì mà dùng con này thì nó quá là VIP rồi. Nhưng mà đối với máy này thì anh em sử dụng trong chuyên nghiệp được ha. Máy thì ta đảm bảo với anh em là zin nguyên bản và rất là xịn sò. Ở phía sâu trong đây là có tem của nhà sản xuất này, tem mác nhà sản xuất ha. Đấy, sâu trong tí nữa này khó nhìn quá. Hai ốc chân làm, mọi thứ đã được kiểm tra xong nhé, mọi thứ khá là ok ngôi bản. Thì cây này hồi xưa có bác nào mà mới đây chắc có vài ngày hỏi con Husqvarna 340 thì hôm nay bên em lên sóng và chia sẻ một chút xíu nữa. Thì ở đây là khi mà nhập máy bãi về thì nó chắc không có màu này, đúng nguyên thủy thì nó màu cam như này, nhưng mà không hiểu cái người sử dụng ấy, người ta lại đi sơn cái một cái lớp sơn màu xanh vào đây. Đây như thế màu xanh không, xanh không, đây đó này. Thì em đã phải dùng chất tẩy, em tẩy cho nó cực ơi là cực luôn, mà công nhận là cái đồ của bên nước ngoài cái gì nó cũng chất lượng hơn bên mình cả. Cái sơn này nếu bên ở Việt Nam mình tẩy thì cực kỳ dễ dàng, còn bên nước ngoài cực kỳ khó khăn, lấy từng con dao cạo đi thì nó hết, mà những cái này em thấy nó khó quá em bỏ thì lính khỏi cạo luôn đó. Nhưng mà vẫn chia sẻ cho anh em một chút, tại vì cái này nó vẫn còn độ bóng của nó này, ngoài những cái vết xước sử dụng dao kéo để mà cạo cái nước sơn ra đấy, nước sơn xanh như thế này thì nó vẫn có một cái độ bóng của cái chùm giặt, thì đúng nguyên thủy của nó thì là như vậy đấy. Đó, đúng nguyên thủy của nó thì là như vậy. Để xem còn thắng xích không ơi. Rồi cái thắng xích hư ha, không còn thắng xích. Đó, đúng nguyên thủy của nó thì là nó như vậy thôi, màu cam như này rất đẹp, đáng thương hiệu của Husqvarna. Hàng này thì bít tông nó tầm khoảng 40 ly và mã lực của nó là 40cc. Đời cao, đời tua nhanh, đời 3 số này. Số 3 đầu tiên là đời cao của Husqvarna. Và dòng này dòng tua nhanh, cắt thì cực kỳ khỏe sướng. Và máy thì có thể được ráp ráp 6 được cắt được thoải mái thật ra anh em nhé. Và hiện tại đang làm 5 tấc. Đấy. Và ở phía trước anh em đây thì có bình chứa nhớt thải để nuôi 5 xích. Ở dưới này thì bình chứa nhiên liệu xăng và nhớt để sử dụng máy, khởi động máy linh tinh thì phải có xăng nhiên liệu máy thì nó mới sử dụng được ha. Và lưu ý là gì, phải pha nhớt ha. Thì đối với những cái dòng máy cơ chuyên nghiệp thì chắc anh em không có lạ lắm gì cả. Và con máy này thì có phục nhúng lò xo mọi thứ đầy đủ hết, rất là êm ái. Dòng Husqvarna này thì cái mẫu này thì cực kỳ xịn sò luôn. Đây anh em thấy không, bằng lò xo không. Ở đây thì có e gió này, ấn xuống như thế này là tắt máy ha. Đây là e gió của máy. Và cách khởi động của máy thì nếu máy nguội 15 phút trở đi thì chúng tiến hành kéo e gió này ra và tiến hành mình giật nhẹ thử vài cái và bắt đầu mình giặt thật tay đó, thử ra và bắt đầu tiến hành em giật nó ho lên được cái là anh em đẩy vô thôi, đẩy sát vô và anh em giặt tiếp. Khi nó đổ lên rồi tắt công tắc và giật nhẹ là đổ, cực kỳ dễ đổ. Thì từng anh em nào ngoài Bắc đã từng sử dụng những con Husqvarna thì cái cách khởi động của nó thì nó cũng giống nhau vậy thôi, đá đá nhau rất là xịn sò luôn. Đấy, rất là xịn sò, ngon lành cành đà. Và con máy này này em bán cho anh em với giá là 4,5 triệu một con máy với làm xích như thế, làm trượt nhá,
Đó, máy móc thì là bảo zin nguyên bản, bảo hành 12 tháng, bao lò nòng. Đó, zin nguyên bản bán giá 4 triệu rưỡi. Giảm giá đặc biệt cho anh em, chỉ tính anh em giá 4 triệu tư, còn máy 340 như này thôi. Máy móc tốt, zin nguyên bản, dùng để cho anh em đi cưa khai thác chuyên nghiệp. Sử dụng con máy này. Không dừng lại ở đó, anh em mua hàng sẽ được tặng kèm 3 món đồ, sữa buji tip mở đi theo kèm. Và phiếu bảo hành 12 tháng bao lỗ nòng. Anh em mua hàng không có số tài khoản thì có thể đặt cọc bằng thẻ cào điện thoại. Thẻ cào điện thoại thì ở xa ngoài Bắc thì anh em phải đặt cọc trước 300.000, ở gần thì đặt cọc 200.000. Bên em chỉ cần có đủ tiền phí vận chuyển đi về thì bên em sẽ ship hàng cho anh em. Và nếu đặt cọc thẻ cào thì phí vận chuyển nó sẽ là 100.000. Ví dụ con máy 4 triệu tư thì tiền ship về tới nhà anh em nó thành 4 triệu rưỡi con máy. Đặt cọc 300.000 thì nhận hàng thanh toán 3 triệu 2 nữa thôi. À, 4 triệu 2 nữa thôi. Và thanh toán cho nhân viên giao hàng. Và quyền lợi của anh em khi nhận hàng sẽ được kiểm tra thử máy, test máy. Ok thì thanh toán nốt số tiền là ok ha. Chưa dừng lại ở đó, nếu anh em nào chuyển khoản đủ, bên em sẽ bao ship và tặng thêm cho anh em một lon nhớt để cho anh em về sử dụng. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu sở hữu con Husqvarna 340 này thì liên hệ trực tiếp với Thắng 10 Kia Xích để bên em đặt cọc, bên em ship hàng cho anh em nha. Xin chào anh em.